Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một cái kỹ thuật chụp hình mà nhờ nó tôi đã chiếm được nhiều giải thưởng và ứng dụng nó trong hình ảnh chụp đám cưới hay là phong cảnh rất là tuyệt vời. Đó là cái filter polarizing, có viết tắt là PL. Đặc biệt khi dùng nó, tất cả những cái chi tiết phản xạ ánh sáng từ nước kính biến mất, bạn thấy đều tôi chụp xuyên qua một màn nước giống như là cái thuyền nó đậu trên một cái đám rong rêu. Người ta còn gọi nó là cái bộ lọc phân cực. Nó đặc biệt nó làm cho màu sắc sâu hơn và tăng độ bão hòa của hình ảnh. Và hồi đó tôi mua cả $100 một cái các bạn. Tức là cái filter các bạn lắp vào trong ống kính. Thường chụp với ống kính góc rộng thì hiệu quả hơn là tele. Trời nó xanh biếc biếc luôn. Mây nó lên vần vũ tại vì trời làm đậm xanh. Và đặc biệt khi chụp xuyên qua màn nước, cảm giác như là nó xuyên qua tấm kính để thấy tất cả các chi tiết rong rêu ở dưới nước, rác rến, rong rêu, đá, vân vân. Nhất là chụp ở những cái vùng mà có dưới lòng sông, lòng suối, có nhiều cái cây rong rêu hay là cá bơi, thậm chí thấy cá luôn. Rất là tuyệt vời. Và hình như là từ năm 90 tôi đã phát hiện ra cái filter này. Nó có ký hiệu là PL và nó có một cái vòng xoay nha các bạn. Filter nhưng mà các bạn thấy xoay xoay. Khi các bạn xoay thì sẽ thấy rõ ràng trong mắt mình luôn là mây nó đậm xanh hơn. Và gặp đâu tôi cũng mua rất nhiều loại, rất nhiều cái tiêu cự của nó, từ 48, 49, 52, 58, 62, 88. Đặc biệt nó rất hiệu quả khi chụp bằng ống kính góc rộng. Các bạn thấy rất thú vị. Nếu bình thường các bạn chụp không bao giờ các bạn thấy nước nó bong bóng loang loáng, không thể thấy hết tất cả các chi tiết ở dưới trên mặt nước. Đây là cái mùa nước lũ ở miền Tây, khi mà những cái vùng có nước phèn thì ở dưới rong, cái loại rong rêu rất nhiều, đến tới chỗ này không có cá thì dân địa phương họ hay đi hái cái rong này nuôi vịt. Đầu tiên tôi chụp mấy em qua đứng ở trên cầu chụp xuống. Và tôi đã ứng dụng nó trong ảnh phong cảnh. Ảnh có nhiều chi tiết trời mây thì nó sẽ mây nó lên lạ hơn. Thì các bạn cũng giải thưởng ngoài quốc tế, còn giải thưởng trong nước cũng vậy luôn. Trời lên xanh biếc nó mới nổi lên. Và khi dùng nó các bạn biết là nó sẽ mất đi hai khẩu sáng. Ví dụ các bạn, hồi xưa tôi chụp bằng phim nha, thời này chụp bằng phim không à, thì rất là vất vả khi phải thiếu hai khẩu sáng. Nhưng bù lại, các bạn sẽ thấy rằng hình ảnh nó trong hơn. Và tôi lúc nào tôi cũng hay sử dụng nó, nhất là đi chụp ngoài trời. Và nó cho hiệu quả tuyệt vời. Nhất là chụp những cái qua màn nước. Nó sẽ thấy tất cả những chi tiết rõ, rong rêu. Đây là ở Tân Phước, Mỹ Tho, Tiền Giang. Và khi ra biển các bạn thấy không? Nó chụp xuyên qua, thấy luôn là cái rong mọc ở dưới. Còn bình thường các bạn chụp các bạn sẽ không thấy như mặt nước thôi. Nhưng mà với cái polar đó, ký hiệu nó là PL, và nó có thể xoay chung quanh cái filter đó bằng một cái vòng khác. Thưa các bạn, tôi đã sử dụng Photoshop khá nhiều. Trong tất cả các kỹ thuật mà Photoshop có thể làm được, trừ chính polar. Tại bản gốc đó các bạn chụp xuyên qua nước, để các bạn thấy những bức ảnh mà tôi đã sử dụng cái góc rộng kết hợp với cái polar, trời lên xanh kỳ lạ, nó mới nổi cái mây lên. Và tôi đã được một cái giải ảnh cưới Việt Nam, đầu tiên thi ở Việt Nam. Cái giải này cũng gây nhiều cái dư luận xôn xao. Sau khi đậu xong tôi lại kêu anh Thái Phiên chửi cho một bài. Anh chửi để chủ đề ở giữa ảnh mà lại được giải nhất. Buồn cười. Giám khảo biết chấm không? Trong khi giám khảo toàn là những nhân vật dữ dằn không? Nhiếp của nhiếp ảnh Hội Nhiếp ảnh Việt Nam. Nhân Lê Phước, anh Đồng Kích Thành, rồi vân vân.
Thưa các bạn, thi thơ đấy, các bạn thấy đó, xuyên qua nước luôn, để thấy những cái nấm mộ còn lấp lấp la trong mùa lũ. Tôi gọi là người chết hai lần, thịt da nát tan. Các bạn ra biển vậy, nếu mà các bạn không có cái pola này thì các bạn không thể nào, nếu các bạn ghép cũng được nhưng mà nó sẽ không đẹp, không thể thật được. Còn với pola nó tạo hiệu quả, hiệu ứng thật sự luôn và rất thú vị. Lúc nào tôi cũng có cái pola, nhất là chụp phong cảnh mà có trời có mây thì nó sẽ làm trời đậm lên thì sẽ nổi mây trắng lên. Đấy, các bạn thấy không? Thấy nước trong veo bóng đổ thú vị lắm. Các bạn chỉ cần xoay 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 khi nào thấy đẹp nhất tốt nhất là chụp. Bây giờ các bạn chụp bằng số thì các bạn thấy rõ ràng thiếu sáng dư sáng, các bạn chỉnh liền. Thời tôi trời ơi, chụp và thiếu chút thì dục, dư chút thì cũng bỏ, rất là phải cẩn thận. Nhưng vẫn cố chụp. Và những bức ảnh mà ai ở Tiền Giang đi thôi thì biết cái chùa Vĩnh Tràng này đó, rất nhiều người chụp, nhưng mà tôi chụp luôn luôn nó trong veo và hình nó lên sáng tươi rực, rất là thú vị. Cả bức ảnh này cũng vậy các bạn, nước tôi chụp xuyên qua nước, chỉ có pola và pola thôi, còn Photoshop không làm được điều này. Nếu các bạn lỡ chụp, các bạn về Photoshop các bạn không làm được điều này, không thể thấy xuyên qua nước được, chỉ trừ cái pola. Đây là một cái hình ảnh tôi chụp ở trong mùa lũ. Thì mùa lũ người ta lại mang những người trồng, những người ươm cây con lại mang lên tàu, và khi nước ngập và bèo nó dâng lên. Bây giờ nước lũ đã không còn ở miền Tây và tôi đã ứng dụng nó trong chụp ảnh đám cưới, tôi gọi là chiều lên mây của tôi. Nhờ nó mây lên vần vũ, mây thật nha các bạn nha. Hồi tôi chụp bằng phim không có ghép, đây là diễn viên Thi Trang giải huy chương vàng Trần Hữu Trang, các bạn đã xuống Tiền Giang, xuống Nghĩa Trang nhờ tôi chụp ảnh cưới. Và rất nhiều cặp cô dâu khác đều phải đi rất sớm đối với tôi để tôi được ra ngoài nền trời. Và đây là trong cái ban công, cái hồ bơi ban công ở nhà tôi. Tôi cũng dùng nó để thấy trời trong, nước trong veo, thấy cả chân của cô dâu chú rể. Gần như tôi luôn luôn tôi đeo chiếc ống kính quay của tôi là cái Polarizing. Đây là cô dâu là Bùi Thị Áo Dài Liên Hương, một CEO nổi tiếng Sài Gòn đã nhờ tôi đi chụp cho bộ ảnh cưới. Và không chỉ ảnh nghệ thuật, những ảnh cô dâu của tôi đều được tôi qua cái filter Polarizing. Và ảnh luôn luôn rất sắc sảo, trời trong. Nếu có mây thì mây nổi lên rất là rõ ràng. Để tôi chụp ở Nghĩa Trang, Liệt Sĩ Tiền Giang. Ngoài ra đây là chùa Vĩnh Tràng các bạn. Ngoài ra nó còn có luôn luôn để bảo vệ cho cái ống kính khỏi bị chảy, dùng nó để làm kính bảo vệ luôn, cũng rất là hay. Sau này chùa Vĩnh Tràng mới xây cái tượng Phật Di Lặc này. Tôi cũng đi chơi chụp loanh quanh, và đương nhiên không bao giờ tôi quên cái filter, vừa là kính bảo vệ vừa là tạo cái hiệu quả rất là tốt mà Photoshop không làm được. Bây giờ thì cái Polar này trở nên rẻ tiền rồi các bạn, do ít người xài, người ta thải ra và bán rất nhiều. Bây giờ chỉ còn khoảng vài chục đô, hoặc nếu mua cũ lại thì khoảng chừng 10 đô. Tôi đi hay săn lùng mà những cái đồ ở chợ trời. Đôi khi tôi mua cái ống kính hay cái máy ảnh đó chỉ 10-15 đô la. Chủ yếu tôi lấy cái filter Polar thôi. Lấy được cái đó là tôi coi như lời. Tôi nghĩ như vậy thôi. Và còn rất nhiều ảnh phong cảnh, kiến trúc khi mà gắn liền với trời mây thì tôi đều sử dụng nó. Nó tạo hiệu quả rất là ấn tượng.
Rồi tác phẩm Người chết hai lần, thịt da nát tan. Rồi các bạn Nước ngập cả những cái mồ mả. Và tôi cũng kiên nhẫn để đến đó để chụp những cái mùa. Đây là cái làng nuôi cá bè. Các bạn thấy rằng khi mà nước động thì khó thấy hơn là khi nước nó lặng im. Nhưng mà nó cũng làm cho hình nó trong. Cái filter này đặc biệt khi chụp ở trên miền núi, nước sông, nước suối xanh, nước hồ xanh rất là tuyệt vời. Còn ở miền Tây hầu hết là nước phù sa, nó đục ngầu. Các bạn mà lên Ninh Bình, Tam Cốc Bích Động hoặc là Chùa Hương, các bạn sẽ thấy rằng là cái hiệu quả nó ít là bạo liệt, nhìn rất là thú vị. Đây các bạn, nó chỉ là cái filter lắp thêm chiếc ống kính, nó có cái hiệu là PL Polarizing. Và nó có một cái vòng xoay các bạn. Khi các bạn chụp các bạn sẽ xoay nhẹ nhẹ, khi nào các bạn quan sát thấy nó trời nó xanh đậm lên, nước nó biến mất, thấy luôn cái đáy thì lúc đó là các bạn chụp. Và bây giờ mua cái filter Polar này không khó nữa rồi các bạn, nhiều lắm. Nhưng mà ít người biết hiệu quả nó, cứ dựa vào Photoshop thôi. Nhưng mà tôi khẳng định các bạn là Photoshop không làm được điều này. Photoshop có thể làm hình đẹp hơn, trong hơn, nhưng không thể thấy xuyên qua nước. Đây, ở Ninh Bình các bạn. Hôm tiếc quá tôi không mang cái filter. Tôi chụp bằng cái Sony chơi chơi thôi, đó là không thấy được cái rong rêu. Không thấy được cái màn nước để xuyên thấy rong ở dưới. Còn nếu các bạn có sử dụng Polar, thì các bạn thấy là cái làn nước này biến mất, cái ghê giống như bay trên khoảng không. Đây ở Tam Cốc Bích Động, Chùa Hương cũng vậy các bạn. Những ngày mà trời im, nước không chảy, thì các bạn thấy rằng là đây, các bạn thấy rằng nước nó xanh biếc lên, nó nổi giống như một cái làn nổi nằm ở trên. Và các bạn thấy rằng là để có những cái hiệu quả độc đáo, các bạn nên sắm một cái filter Polar. Có thể thật to cũng được, để các bạn cầm che ở chiếc ống kính, các bạn xoay kiểu cũng được. Và hiệu quả của nó thì các bạn thấy nó rất là tuyệt phải không ạ? Tôi giống như là nghiện, đi đâu mà thấy cái Polar là tôi thấy rẻ tôi mua ngay, mà mua cho đủ cái phi, từ phi 48, 49, 52, 58, các bạn thấy không, trời xanh nó đậm lên và cái khói này là khói của chiếc máy bay nó bay trên nền trời thì nó sẽ nổi cái khói trắng lên, cũng như nước nó thấy trong hơn và các bạn có thể thấy bằng mắt thường, chứ không phải là về thấy hiệu quả sau đó. Nhìn mà mắt rồi các bạn đã cảm thấy. Ngày xưa chúng tôi chụp bằng phim ISO có 100, khi chụp ví dụ trời nắng tôi chụp 100 11 thì tôi phải mở là 30 11, đó là tốc độ rất dễ bị rung. Thế các bạn nếu mà không Polar thì đó, nước có loang loáng không có đã lắm, không thấy được. Cái đây là ở Tân Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Nếu các bạn có Polar các bạn cũng thấy luôn cái dưới lòng sông là toàn là rong rêu và rất đẹp, với điều kiện là nước nó im thì các bạn chụp thật tuyệt vời. Và tôi rất là thú vị, đi đâu tôi cũng chụp. Thế các bạn thấy không, ở Gò Công nếu không có Polar thì nước nó bóng lên, do nó chuyển động rồi ánh sáng chiếu vào nữa. Đây các bạn thấy không, nước biển nó trong xanh, trong veo luôn. Nếu các bạn ra những cái vùng mà ngắm sông suối, lặn biển đó, thấy san hô đó, thì các bạn chụp ở trên, chụp xuống, không cần phải lặn ở dưới, các bạn vẫn thể thấy san hô. Còn bình thường nó vẫn tạo hiệu quả rất tốt, tạo chiều sâu, nó khử cái khúc xạ đi.
Đây các bạn thấy là cái hình ảnh quảng cáo tôi lấy trên mạng mà của tôi chụp, nó tạo sự tách biệt rất rõ rệt. Và bây giờ thì các bạn thấy rằng là nó không còn mắc nữa trong tầm tay của mọi người. Các bạn nên mua một cái để chơi rất là thú vị. Đây các bạn thấy không, nhìn giống như là hoa hoa rong có màu vàng, thực chất là vàng là do cái bụi bụi nó bám, khi mà em nó cua nó hái bụi nó tan ra thấy hết luôn. Và bức ảnh đấy cho tôi đạt giải trong nước và quốc tế, khá độc đáo. Có lẽ thú vị nhất đó là chụp xuyên qua nước để thấy cái rong, cái hoa dưới nước. Và các bạn biết có nhiều vùng biển thấy hoa san hô dưới nước, phải không ạ? Ở Phan Thiết, ở Ninh Thuận, nhiều bạn đã chụp. Nhưng mà nếu các bạn ứng dụng nó nữa thì trên cả tuyệt vời. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.